Doãn Hải My khoe ảnh cưới chuẩn rickit của ông bà ngoại cách đây 50 năm. Ngoài ngoại hình, nhiều người cũng đồn đoán ra thế của cặp cô dâu chú rể không phải dạng vừa. Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, bảng thành tích học tập của cô cũng làm bao người trầm trồ. Cụ thể, người đẹp 19 tuổi 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung. Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, vẽ và múa. Tuy nhiên, hạn chế nhất của người đẹp là sở hữu chiều cao 1m67. Kết thúc cuộc thi sắc đẹp danh giả, Doãn Hải My lọt top 5 người đẹp tài năng với tiết mục đàn piano và hát ca khúc Em Về Tinh Khôi, top 10 người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Thời gian gần đây, 10X còn gây chú ý khi được cho là bạn gái của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ngoài chuyện xuất hiện cùng nhau, đôi trẻ cũng tích cực tương tác với đối phương trên mạng xã hội. Tạm gác lại chuyện tình cảm, cách đây ít giờ gái xinh gây chú ý khi chia sẻ ảnh cưới của ông bà ngoại, kèm theo đó là caption: ông bà ngoại em, lúc này bà em 19 tuổi còn ông em 26 tuổi. Trong ảnh, hai nhân vật chính có hôn lễ khá hoành tráng, thậm chí nhiều người nhận xét không phải dạng vừa, chú rể diện vest bảnh bao trong khi cô dâu mặc áo dài và cài hoa cưới. Hải My và mẹ ruột. Đặc biệt, ngoại hình tân nương cũng rất xinh đẹp. Đến đây không ít người gật gù bởi Hải My và mẹ được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bà ngoại của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.